Rồi xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục lại trao đổi cũng như chia sẻ đến tất cả các bạn, tất cả anh em hiện đang sử dụng những cái dòng xe mà có hệ thống là phun xăng điện tử BGM-F2 và có cái con cảm biến khí thải. Thì cái này là cái mà anh em mình thường hay thắc mắc luôn nè các bạn. Các bạn không biết tại sao, nguyên nhân vì sao mà anh em mình chăm sóc bảo dưỡng xe rất là tốt, ngay cả là cái cách vận hành của các bạn cũng đảm bảo là điềm đạm luôn. Nhưng mà tại sao mà xe mình nó chỉ đạt cái mức tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng, ví dụ đạt được chỉ tầm khoảng 70 cây một lít thôi, còn anh em khác thì người ta sử dụng tại sao mà lên đến mà 75 cây hoặc 80 cây một lít? Thì đó chính là cái nguyên nhân ngày hôm nay mình sẽ trao đổi cũng như chia sẻ đến tất cả các bạn hiểu rõ thêm về cái nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử BGM-F2 và có cái con cảm biến khí thải. Và cái thứ hai, mình có đôi lời gỡ gắm đến một số bạn, một số anh em là thợ. Và cái thứ ba, mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm chăm sóc bảo dưỡng xe của mình để cho các bạn chăm sóc cái hệ thống phun xăng điện tử này, nó sẽ đảm bảo một cách vận hành là tốt nhất và nó đạt được cái mức độ tiêu hao nhiên liệu là tối đa nhất các bạn. Đó. Thế thì sau đây mình sẽ quay cái camera lại, mình sẽ đứng sau, mình sẽ nói chuyện với các bạn và trình bày một cách chi tiết, chia sẻ đến tất cả các bạn nắm nha. Rồi xin mời tất cả các bạn. Rồi như vậy mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên các bạn. Để mình ở cái cabin là mình chia sẻ với các bạn tiếp. Bây giờ cái điều đầu tiên mà anh em mình cần phải biết đó là cái hệ thống phun xăng điện tử nó gồm những cái gì. Cái thứ nhất là cái bộ trung tâm ECU. Cái thứ hai là cái lọc xăng. Cái thứ ba là cụm bơm. Cái thứ tư là cái kim phun. Cái thứ năm là cái con cảm biến khí thải. Thế thì về cái nguyên lý hoạt động nó rất là đơn giản các bạn. Khi anh em mình mà bật chìa khóa lên thì nó báo trung tâm ECU, nó báo cho cái cụm bơm đó các bạn, nó bơm nhiên liệu qua cho đầy đủ. Thế thì khi mà anh em mình nổ máy lên thì tức nổ máy lên thì sau đó cái nhiên liệu được đốt đó các bạn, nó sẽ đi qua đường khí thải và nó đi qua cái con cảm biến. Để cái con cảm biến đó nó nhận diện được là xe mình đang ở mức tiêu hao nhiên liệu như thế nào để nó báo về trung tâm ECU, để ECU điều chỉnh cái lượng bơm xăng qua lại. Như vậy là nó sẽ đi cái dòng tuần hoàn như thế này nè các bạn. Đó là cái nguyên lý hoạt động các bạn cần phải nắm. Rồi như vậy sẽ trở lại vấn đề chia sẻ đến tất cả các bạn. Thế thì để cho cái nguyên lý hoạt động này nó ổn định tốt nhất thì từ phần nha các bạn. Về cái phần lọc xăng, bây giờ Phan hãy nói cái là phần lọc xăng các bạn, mình nói về cái cách đổ xăng trước đi. Mình cũng có cái clip chia sẻ đến tất cả các bạn cái cách đổ xăng rồi, mình cũng đã khuyên rồi. Ở đây mình sẽ nhắc lại luôn để cho nó hoàn chỉnh một cái video các bạn. Thế thì khi mà các anh em mình đổ xăng, tôi khuyên các bạn luôn rồi, các bạn nên sử dụng nửa bình xăng trên đi. Tức có nghĩa là đổ đầy bình xăng rồi mình chạy mình canh km hay gì đó, hay là đợi cho nó giật nửa mực xăng rồi mình lại cái xăng mình đổ lên đầy bình như vậy. Để làm chi? Để cho cái cặm bơm bên trong đó các bạn, nó hoạt động bơm lúc nào cũng đầy đủ, nó sẽ ổn định hơn, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là khi mà các bạn mà chạy mực xăng mà thấp quá đó các bạn, hiển nhiên là bên trong á, cái mực xăng nó sẽ lắc như thế này nè. Nó lắc là nó bốc hơi xăng rất là nhiều. Đó, và cái cụm bơm của mình cũng hoạt động nó nói chung nó không được ổn định. Và cái nguy hại hơn là khi mà các bạn anh em mình đổ cái mực xăng mà thấp quá đó, nó sẽ bốc hơi lên. Nó sẽ đóng là cặn hay là sét, nó sẽ làm cho cái bình của bạn là mau bị đóng cặn. Mà hiển nhiên cái chuyện mà cái bình xăng chứa xăng của các bạn mà mau đóng cặn thì cái lọc xăng nó bị bám bẳng nhiều. Mà nó bị bám bẳng nhiều hiển nhiên là cái cụm bơm của các bạn bơm yếu xăng. Đó, vấn đề ở chỗ đó. Thì cái vấn đề này tôi sẽ khuyên các bạn nên đổ xài xe, xài xăng, các bạn sử dụng xăng giống như mình đi, chỉ sử dụng nửa bình xăng trên thôi. Trở lại vấn đề lọc xăng, thì lọc xăng anh em mình hãy thường xuyên vệ sinh hoặc thay thế tùy theo cái điều kiện kinh tế của các bạn nha. Tầm khoảng 20.000 cây hay 30.000 cây thay lọc xăng hoặc vệ sinh lọc xăng cũng được. Đó, về lọc xăng. Và hiển nhiên một điều, khi anh em mà vệ sinh lọc xăng như vậy rồi, có thay thế định kỳ hoặc vệ sinh và đổ xăng như vậy, thì nó chứng tỏ một điều là lúc nào trong cái thùng chứa xăng của mình á, lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ và không có là cặn bên trong. Thì hiển nhiên không có cặn thì nó không bám cái lọc xăng rồi các bạn. Không có hạn chế cái đường bơm. Thì hiển nhiên xăng trong bình sạch thì nó đi qua cái kim phun. Mà nó đã đi qua kim phun xăng sạch thì hiển nhiên tuyệt đối 100% luôn là kim phun của các bạn không khi nào mà gọi là bị bám bẳng hay bị tắc nghẽn cái đường bơm hết. Đó là cái nguyên nhân nó như vậy.
Rồi để mình để cái máy đây, mình sẽ gỡ gắm đến cái phần này cho anh em thợ đi, rồi mình nói tiếp tục về cái con cảm biến khí thải nó có cái quyết định yếu tố như thế nào, và nó có cái công năng đặc biệt gì các bạn. Mình để nhẹ nhẹ đây nha các bạn. Rồi để đây. Như vậy đến cái phần này mình sẽ trình bày cũng như chia sẻ đến một số bạn, một số anh em thợ nha. Thì tất cả các bạn, tất cả anh em mình cũng biết rồi, hiện nay trên toàn cái lãnh thổ của Việt Nam mình luôn, nói về cái vấn đề mà anh em thợ sửa xe Honda ha, rất là nhiều luôn. Nhưng trong cái mà top nhiều đó, có được bao nhiêu anh em là trong trường nghề, trường lớp học đào tạo ra? Con số đó chỉ ít lắm các bạn. Đại đa số bây giờ nói thẳng một câu luôn, anh em mình là anh em thợ vườn. Anh em truyền đạt nhau, học hỏi nhau là cái thứ nhất, hay là thầy với thợ chuyện nhau thôi. Đó. Do đó mà tôi khuyên các bạn anh em thợ, nếu anh em là thợ thì anh em lúc nào cũng phải học hỏi và trau dồi kiến thức. Mà đã trau dồi kiến thức đầy đủ rồi, và ngay cả anh em cũng phải cần sắm những cái công nghệ tiên tiến, hay là những cái dụng cụ dùng để sửa xe nó chuyên nghiệp hơn. Tức có nghĩa là sao? Đối về cái bộ phận mà phun xăng điện tử này, có một số anh em đã kiểm tra rồi, kiểm tra thấy ok, lọc xăng bình không có chứa, bắt đầu anh em lôi cái kim phun ra, mấy anh em test thấy nó bắn nhỏ giọt, anh em nói là cái kim phun này nó hư rồi, hay là nó bị bít rồi, nó bị dơ, bị bẩn rồi, nên thay thế đi. Đó, mà khi thay thế vào á thì lại như cũ. Thì do đó mấy anh em không có đủ công nghệ để anh em phán xét, thì hiển nhiên mấy anh em mình thường hay bắt bệnh. Mà đã bắt bệnh mà anh em mà trị bệnh không được đó, không hết, thì hiển nhiên nó có hai cái yếu tố. Cái thứ nhất, anh mắc uy tín. Cái thứ hai, anh sẽ mắc khách hàng. Đơn giản vậy thôi. Do đó mà tôi khuyên anh em nè, anh em thợ mình á, lúc nào cũng vậy, cũng phải học hỏi, cũng như là có điều kiện mình sẽ sắm những cái công nghệ thiết yếu để mình tiếp ứng, cũng như là sửa chữa những cái loại mà xe bây giờ nó công nghệ các bạn, nó phải phù hợp với công nghệ. Do đó phải có công nghệ can thiệp vô mới được. Thì đó là đôi lời tôi muốn gỡ gắm đến một số anh em thợ nha. Thì anh em nào có xem thì thông cảm cho mình. Mình chỉ muốn nói thật sự cái lòng của mình để chia sẻ đến anh em thợ thôi. Thế thì như vậy, khi anh em mà, tại đại đa số anh em khi mà không hiểu cái nguyên lý hoạt động như vậy, và anh em không mắc bệnh ra, mà nó chỉ có đơn giản một điều mấy anh em không biết rồi thiếu sót, đó là mấy anh em bỏ qua cái con cảm biến khí thải bên đó. Thế thì bây giờ mình sẽ qua cái bên đó, mình sẽ nói về nguyên lý hoạt động của con cảm biến khí thải để chia sẻ đến tất cả các bạn tiếp tục nha. Chuyển máy qua đây các bạn. Rồi, cứ mình đẩy đêm đây nha. Để mình chỉnh máy lại các bạn. Rồi, như vậy mình sẽ đi vào cái phần cuối cùng. Cái phần này rất là quan trọng nha các bạn. Do đó mình sẽ trình bày từ từ cho các bạn. Thì trước mặt các bạn đây là cái con cảm biến khí thải, hay còn gọi là cái con cảm biến oxy. Và nói đúng hơn trong sách vở khoa học, công nghệ này kia, người ta gọi đây là cái con cảm biến oxygen sensor. Thì con cảm biến này, nhà sản xuất thường hay chế tạo ra một dây đầu ra của nó các bạn, một dây hoặc hai dây hoặc ba dây hoặc bốn dây, tùy vào nhà sản xuất người ta thiết kế. Anh em mình chỉ cần nắm cái nguyên lý hoạt động của nó là được rồi. Thì một số bạn mà chưa tháo cái con cảm biến khí thải này ra lần nào, các bạn chưa có hình dung được nó như thế nào, thì bên trong cái con cảm biến này nó chỉ là một cái lõi thôi các bạn. Và trên cái lõi đó, nhà sản xuất thường hay sử dụng những cái nguyên liệu như là titanium hoặc ceramic hay một số nguyên liệu khác để họ chế tạo ra cái con cảm biến khí thải này. Về cái chức năng nhiệm vụ của cái con cảm biến khí thải này, anh em mình hiểu một cái từ đơn giản thôi, nó dùng để là đo cái hàm lượng oxy trong khí thải. Đó. Như vậy, để anh em hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó thì nó có hai cái trường hợp như thế này. Cái trường hợp thứ nhất là khi xe của anh em mình trong trạng thái là đang tốn nhiên liệu, tức có nghĩa là nó giàu xăng mà nó thiếu oxy, tức là nó thiếu gió các bạn. Đó. Như vậy, trong tình trạng xe mình tốn nhiều nhiên liệu nhiều quá, đồng nghĩa với việc nó thiếu oxy, thì khi mà cái hàm lượng khí thải thải ra nó đi qua cái con cảm biến oxy này, thì con cảm biến oxy này nó sẽ nhận được cái tín hiệu xe mình đang trong trạng thái là nó nghèo oxy, hay còn gọi là thiếu oxy.
thì khi ấy cái con cảm biến này nó nhận tín hiệu, nó sẽ truyền về cái bộ xử lý trung tâm ECU để nó điều tiết lại cái thời gian bơm của cụm bơm. Thì hiển nhiên khi xe anh em mình trong trạng thái là tốn xăng rồi đó, là cái thời gian bơm của cái cụm bơm bên trên các bạn nó rất là dài, do đó nó điều tiết nó rút ngắn cái thời gian bơm lại, tức là bơm ít lại, thì xe anh em mình sẽ đỡ tốn nhiên liệu nhiều hơn. Và trường hợp thứ hai, trường hợp là xe anh em mình đang trong trạng thái là nói chung là chạy không bốc nè, không mượt nè, khó nổ máy nè, đề ba tăng tốc nó yếu nè đó, thì chứng tỏ lúc này là xe của các bạn anh em mình đang trong trạng thái là thiếu xăng, do đó chạy không mượt không bốc. Thì đồng nghĩa với việc mà xe anh em mình thiếu xăng, nhiều oxy, thì đồng nghĩa khi mà hàm lượng khí thải nó qua cái con cảm biến này, con cảm biến này nó sẽ nhận tín hiệu được, lúc này xe mình trong trạng thái là giàu oxy. Do đó nó sẽ báo về cái hệ thống trung tâm, hệ thống trung tâm nó sẽ điều tiết lại cái thời gian bơm, nó sẽ tăng cái thời gian bơm lên lại để bơm mạnh hơn cho cái nhiên liệu nó qua nhiều hơn đó, để cái hỗn hợp xăng và gió nó được điều tiết ổn định với nhau để cho xe của các bạn chạy mượt và bốc hơn. Thì anh em mình thấy rồi, những cái hệ thống phun xăng điện tử này khi mà anh em mình chạy ở giải đó, tốc độ cao nó rất là ổn định, thì nó nhờ vào cái con cảm biến khí thải này nha các bạn. Thì hiển nhiên một điều, khi mà anh em mình sử dụng xe mà lâu năm thì hiển nhiên cái lượng khí thải nó ra là mũi than carbon này kia các bạn, nó sẽ bám trên cái con cảm biến khí thải này rất là nhiều. Thì hiển nhiên khi mà cái con cảm biến khí thải này nó bám bụi bẩn quá nhiều thì nó hạn chế cái việc nhận tín hiệu đường truyền. Thì xe của các bạn lúc đó trong trạng thái nó chạy là nói chung là nó yếu, vừa yếu luôn, chạy không bốc không im luôn, và ngay cả là nó tốn nhiên liệu nhiều hơn là do cái con cảm biến này nó nhận tín hiệu yếu. Ngay cả là nó chết cái con cảm biến này luôn các bạn. Không phải nó chết con cảm biến mà do là nó đóng bụi bẩn quá trời nhiều luôn, bụi than quá nhiều. Đó. Thế thì nói tới đây là anh em mình cũng hiểu ra cái vấn đề, cái nguyên lý hoạt động của nó rồi. Như vậy kết thúc lại vấn đề. Để một chiếc xe mà phun xăng điện tử mà hoạt động ổn định cũng như là tăng tốc tốt hay chạy nó mượt hơn, đỡ tốn nhiên liệu nhiều hơn, thì theo kinh nghiệm của mình chia sẻ đến anh em, thì ngoài cái việc mà chăm sóc bảo dưỡng tốt hết, vệ sinh lọc xăng hay đổ xăng đúng hay là thay nhớt định kỳ này kia, còn nói về cái viên cái bộ ba này nè các bạn, buri, gió, và đây, nói chính xác hơn, đây là cái điều tiết nhiên liệu, gọi là nôm na là xăng luôn đi các bạn. Thì cái bộ ba này anh em phải vệ sinh hay là thay thế một cách đồng loạt với nhau thì xe của các bạn nó sẽ ổn định. Có khi một số anh em vệ sinh cái lọc gió không, không vệ sinh buri cũng như không. Mà có khi anh em mình thay thế cái buri mà không vệ sinh lọc gió, không vệ sinh cái con cảm biến cũng như không. Do đó xe của các bạn có thay cái buri khác, cái độ nhiên liệu nó cũng vẫn vậy thôi. Đó. Như vậy tùy theo cái điều kiện kinh tế của anh em mình, khi thay buri thì nên thay cái luôn cái lọc gió này luôn đi các bạn. Còn nói về cái con cảm biến khí thải này, nó khó hư lắm các bạn. Khi anh em mà biết rồi mà anh em vệ sinh thường xuyên thì cái con cảm biến này nói chung là không bao giờ hư. Thì chia sẻ thêm, nếu anh em vệ sinh cái con mà khí thải này nè, cái con cảm biến này, thì anh em có thể dùng xăng vệ sinh. Nếu mà anh em có điều kiện kinh tế nữa, anh em có thể mua là TS40, CR7 hay là những cái dung dịch khác để mình vệ sinh cái con cảm biến này nó sạch hơn. Thì thôi chốt lại như thế này các bạn. Thì khuyên các bạn nếu mà vệ sinh hay thay thế, thì nếu mà thay thế buri thì thay thế luôn lọc gió, mà vệ sinh buri thì phải vệ sinh luôn cái lọc gió và vệ sinh cái con cảm biến này luôn. Bộ ba này phải đồng loạt với nhau. Như vậy xe của các bạn sẽ tiết kiệm nhiên liệu tối đa hơn, hoạt động nó ổn định hơn. Như vậy thì trước khi kết thúc cái phần video này thì tôi mong tất cả các bạn khi sau khi mà xem cái video này xong đó, thấy cái cách trình bày mình còn thiếu sót hay là dư thừa, thì tôi mong tất cả các bạn anh em hãy bình luận ở bên dưới để anh em mình góp ý cũng như trao đổi cái cách chăm sóc bảo dưỡng xe cho nó bền hơn nha các bạn. Rồi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã xem cái video này của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye các bạn.